danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách ngữ văn lớp 7 tập 2 bộ sách cánh diều. Trong nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi soạn bài viết tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài. Chúng ta sẽ đến với phần 1 trong phần bài viết ngày hôm nay, đó chính là phần định hướng về tri thức kiểu bài. Chúng ta cùng tìm hiểu tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài chính là sự chuyển đổi nội dung văn bản gốc thành các văn bản tóm tắt có độ dài khác nhau, giúp rút ngắn văn bản mẫu để người đọc, người nghe chúng ta có thể thâu tóm và sâu chuỗi nội dung một cách nhanh chóng nhất. Cô ví dụ như là từ văn bản ghé xuống Nam Bộ hoặc là văn bản phương tiện vận chuyển của các dân tộc Việt Nam ngày xưa có thể tóm tắt lại thành 5 đến 6 dòng nhưng cũng có thể tóm tắt thành nửa trang hoặc một trang. Yêu cầu tóm tắt càng ngắn thì bản tóm tắt càng cô đúc. Tuy nhiên, dù tóm tắt theo yêu cầu nào thì bản tóm tắt cũng phải phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc. Và muốn tóm tắt một văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài, các em cần như sau. Đầu tiên là các em cần đọc kỹ văn bản gốc cần tóm tắt, đọc một lần, hai lần hoặc có thể đọc đến ba lần để chúng ta ghi nhớ, sâu chuỗi lại những kiến thức cô đọng nhất. Tiếp theo là các em sẽ ghi lại ý chính, phân loại theo hệ thống. Tiếp nữa là chúng ta tùy theo yêu cầu tóm tắt ngắn, dài là bao nhiêu đối với đề bài để lựa chọn cách sắp xếp các ý và lời văn của bản tóm tắt một cách hợp lý nhất. Cuối cùng là các em sẽ sử dụng kỹ năng tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài. Chúng có tác dụng rất tốt, rất lớn trong công việc, giúp các em nắm bắt nội dung chính của mỗi văn bản khi đọc và rèn luyện kỹ năng tìm ý, lập dàn ý và khi thực hành viết bài. Đó chính là một số yêu cầu đối với kiểu bài tóm tắt theo yêu cầu khác nhau về độ dài. Chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 là phần thực hành với bài tập trong trang 87 sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2 sau. Em hãy tóm tắt văn bản phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa theo hai yêu cầu 5 đến 6 dòng và 10 đến 12 dòng. Chúng ta sẽ đến với nội dung sơ đồ về phần chuẩn bị, tìm ý, lập dàn ý, phần viết bài, phần kiểm tra và chỉnh sửa. Chúng ta sẽ cùng cô đến với yêu cầu A. Đầu tiên là bước chuẩn bị. Các em sẽ cần đọc lại nội dung chính của văn bản phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa và xem lại cách tóm tắt văn bản yêu cầu khác nhau về độ dài ở trong phần định hướng mà cô cùng các em chúng ta vừa đi tìm hiểu. Và chúng ta sẽ dự kiến cách trình bày văn bản. Chúng ta đến với phần B là phần tìm ý và lập dàn ý. Em hãy tìm ý cho các đoạn văn bằng cách trả lời các câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên là bố cục đoạn văn có mấy phần. Tiếp nữa là mỗi phần của đoạn văn nêu lên những nội dung gì. Em hãy chọn nội dung gì để phù hợp với độ dài của đoạn văn bản. Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ để chúng ta bắt đầu thiết lập lên những câu hỏi để tìm ý cho bài viết của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta sẽ lập dàn ý cho bài văn của chúng ta bằng cách chúng ta lựa chọn và sắp xếp bố cục theo 3 phần. Phần 1, phần mở đầu, các em sẽ nêu nội dung chính của văn bản, phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa. Phần 2 là phần thân bài, các em sẽ chỉ ra các phương tiện vận chuyển của các dân tộc miền núi phía Bắc như là di chuyển bằng cách đi bộ là chính và một số tộc người sinh sống ở ven sông Đà, sông Mã sử dụng thuyền để vận chuyển. Có thể nêu lên người Sán Dìu dùng xe quẹt trâu để vận chuyển. Người Hâm Mông, Hà Nhi, Giao thì họ dùng sức ngựa để vận chuyển. Tiếp nữa là phương tiện vận chuyển của các dân tộc ở Tây Nguyên. Đây chính là luận điểm số 2 ở trong phần thân bài là người Tây Nguyên dùng sức voi, sức ngựa vào việc vận chuyển. Tiếp đến là các buôn làng ở ven sông suối lớn sử dụng thuyền độc mộc để vận chuyển. Phần kết bài phần 3 là các em sẽ nêu các tài liệu tham khảo của văn bản. Đó chính là phần dàn ý chi tiết cho bài nói tóm tắt văn bản theo yêu cầu độ dài. Chúng ta sẽ đến với phần C là phần viết bài. Ở phần này các em sẽ dựa vào dàn ý đã làm, thực hành viết với những yêu cầu khác nhau. Để rèn luyện các đoạn văn, các em cần viết đoạn văn mở bài và đoạn kết bài và tìm đoạn phát triển một ý ở trong phần thân bài để chúng ta thực hành viết và chúng ta viết bài văn tóm tắt nghị luận một cách hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ cùng cô đi viết văn bản tóm tắt theo yêu cầu khác nhau về độ dài theo dàn ý đã lập. Dàn ý mẫu về với yêu cầu là tóm tắt 5 đến 6 dòng như sau. Phương tiện vận chuyển của các dân tộc miền núi phía Bắc di chuyển bằng cách đi bộ là chính. Một số tộc người sinh sống ở bên sông Đà, sông Mã sử dụng thuyền vận chuyển. Người Sán Dìu dùng xe quẹt trâu để kéo vận chuyển.
người Mông hà nhì dao thường dùng sức ngựa để vận chuyển. Phương tiện vận chuyển của các dân tộc Tây Nguyên như là người Tây Nguyên dùng sức voi, sức ngựa vào việc vận chuyển. Các buôn làng ở ven sông suối sử dụng thuyền độc mộc. Đoạn văn tóm tắt 5-6 dòng này đã chỉ ra một cách rất là cụ thể cũng như là đi trực tiếp vào vấn đề. Tiếp theo chúng ta nếu viết khoảng 10-12 dòng từ các ý lớn đã nêu, chúng ta bổ sung thêm các ý nhỏ hoặc các bằng chứng cụ thể chúng ta lấy từ trong bài học của mình. Cô ví dụ như sau. Văn bản phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa đề cập đến phương tiện vận chuyển của các dân tộc miền núi phía Bắc. Trong khoảng thế kỷ 10 đến thế kỷ 18, người miền núi phía Bắc di chuyển bằng cách đi bộ là chính. Một số những người sinh sống ở ven sông Đà như là sông Mã sử dụng vận chuyển thuyền. Thuyền của họ được đóng bằng các loại gỗ dai, nhẹ, không nứt, chịu nước như gỗ dầu, gỗ sao. Người Sán Dìu dùng xe quẹt trâu để kéo vận chuyển. Ngoài dùng thuyền, cư dân miền Bắc còn dùng bè, măng. Người Mông, hà nhì, dao thường dùng sức ngựa để vận chuyển các phương tiện. Các phương tiện vận chuyển của các người dân tộc Tây Nguyên. Người Tây Nguyên dùng sức voi, sức ngựa vào việc vận chuyển, nhất là những người dân tộc ở Gia Rai, Ê Đê và Nờ Mông. Các buôn làng ở ven sông, suối lớn sử dụng thuyền độc mộc, thường sử dụng các loại gỗ dầu, sáo. Việc vận chuyển thuyền vận chuyển đi lại trên sông ở Tây Nguyên chỉ phổ biến với đàn ông. Và có thể thấy được rằng các phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số rất đa dạng và phong phú. Trên đây là hai cái tóm tắt văn bản theo yêu cầu của văn bản phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa. Chúng ta sẽ cùng cô đến với phần 4 là phần kiểm tra và chỉnh sửa. Em hãy kiểm tra đầy đủ chính xác, đọc và lại bản tóm tắt đối chiếu với nội dung phần định hướng và dàn ý để chúng ta tự phát hiện và tìm các lỗi về ý cũng như là các lỗi diễn đạt. Lỗi về ý chúng ta có thể kể đến như là một số lỗi là chưa nêu hết được những điều cần nói này, hoặc là có thể là lỗi về ý lộn xộn, các ý không được sắp xếp theo một trình tự hợp lý, là lỗi lạc ý là chúng ta không nêu đúng vấn đề liên quan, ý tản mạn là chúng ta không tập trung vào nội dung chính. Về lỗi diễn đạt thì chúng ta sẽ theo dõi về lỗi dùng từ, lỗi viết câu, lỗi chính tả. Như vậy bước ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu quy trình tóm tắt văn bản theo yêu cầu về độ dài khác nhau trong sách giáo khoa. Cảm ơn các bạn và các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn và các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.